Vì thế mà ông Thích Ca ông có nói cái câu để đời: các ngươi tin ta đó mà không hiểu lời ta là các ông chửi ta đó. Có nghĩa là ông bảo mình tu thì ông là phải hiểu ông. Ông nói về cái đúng về khoa học không? Còn nếu mà nói không đúng thì đừng có tin. Đặc biệt ông Thích Ca có cái câu này, nói nghe là khoa học phải sợ ông đó. Người sống vào thời đại 4.0 mà tu thì phải không bốn thứ gì thưa bác? Mà 4.0 là thứ nhất, không cầu xin ai ở trái đất này. Thứ hai, không lại ai ở trái đất này. Thứ ba, không tu. Thứ tư, không chứng không đắc gì ở trái đất này hết. Chứng đắc trên trái đất này là đi, còn đi luân hồi. Còn muốn không chứng đắc thì phải con đi dọt ra cái quy luật vật lý này thì mới tu được. 4.0 nó là vậy đó, của đạo Phật. Chứ sự thật nó nhiều lắm, nhưng mà để căn bản lấy 4.0 này làm chuẩn. Không tin tầm bậy, không cầu xin ai, nghe không? Rồi không tin mơ hồ và đặc biệt không tu. Nhớ là đừng. Tại sao có danh từ Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam thưa bác? Ông Thích Ca đó, ông dạy đạo là có 6 pháp môn tu. Mà cái pháp môn thứ 6 này nè, ông cho công bố tại nước Việt Nam. Vì thế mà có danh từ là Đạo Phật Khoa học Thiền Tông Việt Nam. Chữ Thiền Tông này là nó đi theo cái thiền, đặc biệt là đi theo cái dòng thiền của nó thì gọi là Thiền Tông. Mà nó công bố ra tại nước Việt Nam nên gọi là Đạo Phật Khoa học Thiền Tông. Chim vô chậu chữ khoa học thì tất cả những gì mà cái đạo này nói ra hoàn toàn chứng minh bằng khoa học, chứ không phải mù mờ, chứ không phải, đặc biệt nha, cái Thiền Tông này không có hiển linh và không có mù mờ. Vì thế mà cái danh từ Đạo Phật Khoa học Thiền Tông nó mới ra đời tại nước Việt Nam mình. Người thời khoa học 4.0 này tu làm sao để không bị lạc hậu thưa bác? Bây giờ người 4.0 mà tu không bị lạc hậu thì phải có cái tiêu chuẩn như thế này nè. Anh phải là người có trí tuệ sáng suốt, mà hiểu về nền văn minh không gian. Tin bất cứ cái gì thì phải kiểm chứng rõ ràng, chứ không mù mờ. Mà có thuận lý với khoa học không thì mới đúng. Còn nếu mà cháu tu mà không kiểm chứng được cái chuyện mà mình tu của mình đó, là cháu tu không đúng. Vì thời buổi 4.0 này, người bất cứ làm việc gì không phải là cái đạo không đâu, kể cả làm việc nữa, làm bằng trí tuệ khoa học thì làm mới đúng, bắt kịp với nền văn minh không gian được. Còn nếu mà cháu không có cái trí tuệ khoa học thì đừng có mong làm bất cứ cái chuyện gì. Xin bác chỉ giúp cho cháu cách tạo công đức nhanh nhất và hiệu quả nhất ạ. Cái này nó dễ nhất mà không tốn tiền. Khi nó phát lên mạng đó thì Tây Tàu Nga Mỹ thì nó biết hết, người Việt ở đó đó. Mà một người hiểu thì cái người hỏi này có công đức. Ở đây thí dụ con đi kế nhà kế bên đâu nói thì cũng một người nghe thôi. Hoặc cho sách cho này cũng một hai người nghe thôi. Mà bây giờ con ngồi đây, con đứng đây con hỏi, ngày mai nó bác trên mạng, 5 phút sau đi toàn cầu. Rồi bắt đầu nó chia sẻ nha, bắt đầu có Zalo nó chia sẻ nữa. Sao? Công đức hốt không biết bao nhiêu là, cái có nghĩa là tài khoản của con. Vì thế mà cái người mà được công đức vô lượng thì phải nằm ở trong những cái câu hỏi hay nè. Nên cố gắng tìm những câu hỏi hay hỏi. Hỏi mà rung động được lòng người, hỏi được xóa sạch cái lòng người, hỏi được cứu con người chạy ra ngoài trái đất này nè. Vì vậy Đức Phật dạy thiền, pháp thiền thanh tịnh là yên trong lòng. Dù cho sông núi hoại không, hư không có hoại, tánh không hề gì. Thiền thanh Đức Phật có ghi, chỉ cần thanh tịnh không chi bận lòng. Hôm nay ta chỉ cho ông, tất cả vật lý lìa xong cho rồi. Trong đạo Phật có danh lớn là ưu tiên giải thoát, có phải vậy không ạ? Cháu thấy câu này rất lạ. Bây giờ kêu bằng làm lớn mà muốn giải thoát
hơi khó. Hơi khó cho nên chữ giải thoát là dành cho cái con người bình thường thôi nha. Con người bình thường dễ giải thoát. Vì con người giải thoát thì giải là dùng giấy đi ra, thoát ra ngoài cái quy lực này. Anh làm lớn nó dướng dữ lắm. Anh càng làm lớn thì nó càng dính, thì khó mà giải thoát hơn. Còn cái người muốn giải thoát là phải bình thường. Giống như con người bình thường con buông con đi được, còn con người mà con dính nhiều quá, buông không được đâu, nó dính cứng gắt lên. Thì chuyện giải thoát còn lâu lắm. Đừng có mong, càng lớn thì giải thoát càng khó. Nhớ là càng lớn giải thoát càng khó. Nhiệm vụ hòa thượng là nhiệm vụ gì? À, tôi là hòa thượng mà dạy cái pháp môn đại thừa thì phải thông tất cả về đại thừa. Còn nếu mà nói là tôi là hòa thượng đạo Phật thì coi chừng, đạo Phật là đạo trùm khắp đó, hỏi cái gì cũng biết hết nè. Chứ đừng nói hòa thượng rồi hòa thượng đạo Phật rồi hỏi gì cũng không biết là không được. Mà thứ nhất là hòa thượng là rắc rối lắm mà. Ngồi đã lên cao rồi, đã ngồi trên cao mà còn điều hòa ở dưới nữa, thì anh phải có cái tư cách đó. Tất cả thông suốt gì cái đạo của anh tu, ai muốn hỏi gì làm trả lời được. Tuyệt đối đừng có gì danh mà trèo lên nó ngồi, tôi hòa thượng hỏi gì không biết rồi coi chừng. Thế giới này gọi là thế giới nhân quả. Cứ phải đi, trẻ từ trẻ đến già, ai ai cũng đi. Người sống mê đằng người sống, rồi cả người chết cũng phải mê theo. Nếu không làm thì trong lòng hoang mang, người ta làm mà mình lại không, nó cứ bung lung. Vì ta từ xưa nay vẫn yếu hèn, hàng ngàn năm nay vẫn quỳ mình cúi xin van vái cầu lạy, nhưng cũng chẳng biết mình cầu lạy ai, van vái ai xin ai. Người sống thì còn mê đằng người sống, rồi người chết cũng mê theo. Nhiều gia đình bất hòa, ốm đau, ngang trái, muốn tìm đến chùa là nơi an ủi của thầy chùa. Lời an ủi của thầy chùa tưởng như làn gió mát, nhưng ngờ đâu thầy cũng lại chỉ tuột vào đường mê. Thầy bảo rằng vợ chồng nhà bác là cung số không đúng, phải đưa thầy 30 triệu, thầy di cung hoãn số cho. Thầy bảo rằng vợ chồng nhà bác là cung số không đúng, phải đưa thầy 30 triệu, thầy di cung hoãn số cho. Thật sự là một căn bệnh quái ác này, theo đuổi đến lúc chết mà vẫn không buông tha. Quá đắng cay cho kiếp làm người trong lúc mê lầm này, liệu đến bao giờ thì kết thúc được cái mê lầm này nữa đây? Thế nhưng trời ơi, có tâm kêu cứu được đèn nhà Phật xoay ngay xuống lòng dân, không khác gì một rừng thảm đỏ dày chảy đến chốc rừng gai góc. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 5 2017 được huyền ký Đức Phật dạy, mọi người dân được học đúng lời Phật dạy, xóa bỏ mê lầm, mọi người dân được sáng suốt ra không mê lầm nữa. Từ đó đến nay, con người như đã đổi đời và sống lại. Thật niềm vui nhân lên đã được sống trong thời kỳ văn minh 4.0, lại được huyền ký của Đức Phật bùng lên, thật bao trí tuệ của con nhà Phật được mở ra. Nhờ vậy mà Phật tử biết được rất nhiều điều trong huyền ký. Qua sự dạy bảo của thầy Nguyễn Nhân, thầy dắt chúng con từng tay chỉ bước dẫn đi như mẹ hiền dẫn đường chỉ lối. Thật là chúng con cảm động lắm thay. Nhờ vậy mà bao nhiêu nhân dân cũng như là Phật tử biết được giác ngộ là gì, giải thoát đi về đâu, trái đất này ai làm ra, bao lâu thì xong, tồn tại được bao lâu, trái đất này có mấy loài sống chung, Phật giới ở đâu, cấu trúc một tam giới như thế nào, tính người như thế nào, tính Phật ra làm sao, tất cả có bao nhiêu con đường đi, tu sao thì giải thoát, tu sao thì luân hồi. Vô vàn quý bao thay là rất nhiều người biết đường về Phật giới, mà nhân dân cũng đều được biết, thật là vô cùng khoa học và chân lý. Ai trong mình dám nghĩ có ngày hôm nay, tất cả chúng mình ai dám nghĩ có ngày hôm nay. Đức Phật dạy thiền, pháp thiền thanh tịnh là yên trong lòng. Dù cho sông núi hoại không, hư không có hoại, tánh không hề dị. Thiền thanh Đức Phật có ghi, chỉ cần thanh tịnh không chi bận lòng.
hôm nay ta chỉ cho ông tất cả vật lý liền xong cho rồi.